Nếu bạn xem video này, đó sẽ là một ân phước cho bạn, người yêu dấu của tôi. Tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ ban cho bạn nhiều tài lộc. Bạn sẽ có kiến thức và lòng kiên nhẫn để vượt qua mọi thách thức một cách thành công. Mong rằng bạn sẽ có tình yêu chân thật, sự giàu có và sức khỏe, cùng với hạnh phúc và sự hài lòng vô tận. Hãy chuẩn bị cho việc được bao quanh bởi sự tối tăm mà có sẵn. Bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm sức khỏe không giới hạn, giàu có và thịnh vượng. Một tuần tuyệt vời đang chờ đợi bạn với niềm vui, tình yêu và nhiều tiền bạc. Hãy tin vào Đức Chúa Trời. Nếu bạn tin vào Chúa, hãy chia sẻ thông điệp này với những người thân yêu của bạn. Bạn sẽ được nhận tất cả những điều mà Chúa đã dành cho bạn nếu bạn tin vào Người. Cộng đoàn đừng quên tạ ơn Chúa nhé. Amen.